các bạn biết là vừa rồi cái máy cái gọng sấy của cái máy 2075 này nó bị lỗi một cái mà mình nghĩ cũng lần đầu tiên mà mới gặp. Nói chung nếu mà cái này chúng ta không phát hiện sớm hoặc là chúng ta không phát hiện kịp được thì nó sẽ gây ra cái tình trạng, thứ nhất là nó sẽ bị hư cái lu lô sấy này, cái lu lô sấy ha, và nó sẽ kéo theo là nó có thể là nó bị gãy cái bóng đèn ở trong đây, gãy bóng đèn trong đây. Lý do tại sao? Lý do là các anh chị bây giờ thấy nè, cái khoe mà để giữ lại cái fit của cái lu lô sấy là nó bị thụt vô trong luôn, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bung cái fit này ra và nó sẽ bung cái bạc đạn này ra luôn nè, nó bung cái bạc đạn này ra và nó bung cái lu lô sấy lên. Do đó cái đợt rồi là các bạn thấy là cái này nè nó bị cạ vô trong cái bộ phận này, bộ phận của cầu chì á, tại do cái cầu chì mình nó bị sụp hết rồi nên mình phải nối dây từ đây qua đây ha, và do cái fit này nó bị nè, do đó nó bị bung và nó bị ấy nè. Cái này sau này bị nhiệt mình lau là khô là được, nó cũng không ảnh hưởng tới cái này nha. Và với tình trạng á, thì nó không có, khi mà mình đang làm thì cái này là mình không có chạy, nhưng mà do trong quá trình là khi mà mình phô một hai tờ xong mình để máy á, là bắt đầu khi đó từ nó bị bung cái fit này, nó có hiện kỳ đó. Để khắc phục được cái lỗi này thì chúng ta sẽ thay cái fit của cái lu lô sấy. Đây hai cái tiếp này mình mới mua về nè, cái này mình đặt hàng chỗ bên anh Hiếu ha. Nếu các anh chị muốn mua cái này thì cứ liên hệ cho anh Hiếu thì anh Hiếu sẽ cung cấp cho. Và khi mà đặt hàng đó thì anh Hiếu anh có tư vấn là nên là phải thay luôn cái khoe cố định, tại vì cái khoe cố định của máy 2075 á là nó thứ nhất là nó hẹp, nó nhỏ, nó không có giống như của máy 1075 nữa. Cái tình trạng và sau này chạy một thời gian á, tức là nó sẽ bị bung cái phíp này ha. Và anh có gửi cho mình là mấy cái phíp lớn như vậy nè, mục đích chi để khi mà chúng ta đưa vào á thì có đây nó có cái độ bẹ cao hơn nè, độ bẹ dày cao hơn và nó sẽ giữ lại cho chúng ta tốt hơn ha, giữ lại tốt hơn. Do đó là mình cũng đặt mua luôn, anh gửi ra cho mình mấy cái khoe này nữa ha. Thì mình nghĩ này mấy cái khoe này chắc là cái khoe của trong cái máy cũ anh lấy ra thôi, cái me khoe này mình thấy nó. Nhưng mà nếu các anh chị mà có mua thì chắc liên hệ thì anh chắc cũng có hàng để các anh chị gửi cho các anh chị ha. Thì bây giờ mình sẽ mở này ra coi thử, là cho các anh chị coi là nó có cái tình trạng của nó nha. Trước tiên là mình phải mở cái bộ phận này ra rồi. Nói chung là máy móc chạy á, đôi khi mình có những cái trường hợp lâu lắm rồi mình hầu đó thì không gặp, nhưng mà cái tình trạng này là gặp là đầu tiên rồi các bạn nè. Có thể là các bạn cũng chưa gặp cái tình trạng này ha. Do đó mà khi mà nó bị cái tình trạng này mình cũng khá là bất ngờ. Mà cũng may cho mình là khi mà mình vô đặt hàng thì anh Hiếu anh hỏi cái tình trạng của cái máy thì mình cũng nói như cái vậy đó, thì ảnh mới tư vấn cho mình là nên là lấy cái phíp đó về để bỏ vô, chứ không thôi là mình sẽ sau này nó sẽ bung ra, nó lại tiếp tục bung ra thì mình cũng rất là mệt mỏi. Còn một con ốc nữa. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn làm trong cái nghề này thì mình khuyên các bạn là nên là mạnh dạn sửa chữa cái máy ha, chứ không thôi là mình phải tốn tiền thợ rất là nhiều. Những cái này thì cái khả năng của các bạn, nếu mà các bạn làm tỉ mỉ, các bạn nhớ công đoạn lắp ráp hết thì mình nghĩ nó cũng sẽ đơn giản cho tất cả các bạn và các anh chị thôi. Bây giờ đây là ba cái bóng điện, nếu mà không ấy thì nó sẽ bung ra, nó sẽ hư cái bóng đèn của các bạn và các anh chị, nó sẽ cấn, nó gãy. Nếu mà trong quá trình chúng ta chạy á thì sẽ bị cấn, nó gãy ngay. Do đó là nên là khi mà kiểm tra, các anh chị nên kiểm tra cái khoe này, mình Đúng rồi, khi mà mình kiểm tra cái que lại mình thấy cái que đúng là nó nhỏ thiệt. Đây. Và bây giờ các anh chị và các bạn thấy nè, cái que này bây giờ thấy nó lúng vô trong cái phít rồi luôn không? Thì nó sẽ gây cái hiện tượng phít như thế này, nó bung cái phít này ra nè. Đó, tại cái que này nó đã nhỏ quá, nó nằm lọt trong đây luôn, nó sẽ bung cái phít này ra. Do đó bây giờ mình sẽ muốn thay mình sẽ mở, nhất là khi mở ra rồi các anh chị mở cái bộ phận xoáy các bạn chị hạ cái lu lô ép xuống, chúng tôi là nó sẽ cấn cái này nó khi mà chúng ta mở ra nó sẽ bung lên, sẽ bị hư. Cái đó mình sẽ thay. Nè, cho chị thấy cái dòng không? Nó có chút xíu à. Nếu mà cái dòng này bỏ vô được thì ok, mình thấy cái dòng này nó đúng quý khuyên luôn ha. Dòng này thì nó sẽ mình nghĩ nó sẽ giữ tốt hơn. Bây giờ mình để coi cái phíp này, nếu mà cái phíp này nếu mà nó không ảnh hưởng gì thì mình vẫn xài vẫn được. Đây là các bạn mình thấy. Các anh chị thấy là sau xài một khoảng thời gian lâu á, là do cái này nó nhỏ nè, nó sẽ bị bào mòn cái phíp này. Nó sẽ lúng vô vậy. Khi mà nó lúng vô vậy á, đứng lại cái phíp này á, nó phải nằm giữ ở cái mức độ này của bài đây thì bình thường này. Đó, nó giữ ra này. Nếu mà nó lúng vô thì nó sẽ gây ra tự và nó bung cái này ra luôn này. Đó, nó bung về mà nó dở cái này lên. Thì do đó là cái bộ phận này nó mới cạ vào trong đây. Và mình không để ý á, khi mình chạy á, nếu mới đầu nó cạ nhẹ thì nó chưa có gì nha, nhưng mà khi mà nó cạ mà nó gây ra hiện tượng mà nó bắt đầu nó có chảy keo chế độ đây nè, thì các anh chị sẽ thấy là cái lu lô bắt đầu nó thấy nó có cảm giác nó giống như có gì nó cạ vô. Do đó là các anh chị phải dừng máy ngay và tắt máy ngay, chúng ta sẽ kiểm tra nha. Coi thử là cái này. Thật ra cái phíp này nói chung là cái phíp này cũng khá là tốt, chỉ có nó khoen này thôi. Nếu mình bỏ này vô khoen này mình thấy nó là xài nó bình thường á. Bây giờ mình cũng sẽ không có thay cái phíp nữa. Đây là hai phíp mới. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phíp này vô lại nè. Giờ mình bỏ cái để thay cái phíp này ha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phíp này vào thử nó có khuôn không? Mình nghĩ nó sẽ đồng cái khuôn này. Mình sẽ bỏ vào trong đây nè. Mình sẽ sử dụng cái kềm mũi nhọn. Các chị sẽ sử dụng cái kềm mũi nhọn như thế này nè. Chúng ta tắt. Đây là các anh chị, khi các anh chị đưa vào thì cái này nó hơi cứng một chút, tuy nhiên các anh chị phải phải dùng cái cây mềm của nhọn, chúng ta sẽ đưa hết cỡ nè ha. Chúng tôi đưa hết cỡ ra thì nó sẽ có hiện tượng trật như thế này, nhưng mà các anh chị cố gắng giữ sau đó chúng ta sẽ đưa cái phần này vào trước ha. Chúng ta đưa phần này vào trước, chúng ta sẽ cố định từ từ nó sẽ vào được thôi. Tuy nhiên cái này chúng ta làm sẽ các anh chị và các bạn nên cố gắng nè, khi các anh chị làm cố gắng đừng tránh nó để bể bóng đèn nha. Còn nếu mà các anh chị thấy ở bên đây khi mà chúng ta thay vào được rồi, đúng không? Thì nếu các anh chị thấy ở bên phía bên đây nè, đây nè, nếu nó giữ được thì tốt, còn nó không giữ được thì các anh chị cũng thay luôn bằng cái phíp này luôn ha. Còn đây mình thấy là cái bên đây thì nó giữ khá tốt, cái phíp này nó giữ khá tốt, chỉ có cái phíp bên đây á là do lâu ngày, với lại là cái phần này nó hơi nhỏ thì nó chạy, trong quá trình chạy thì nó gây bào mòn, nó sẽ gây bào mòn cái bộ phận phíp đó nên nó sẽ bung ra. Bây giờ mình chỉ thay một cái phần phíp này thôi ha. Rồi, đó là một cái trường hợp mà mới lần đầu gặp, đầu tiên gặp luôn và mua đồ về thay như thế. Thì do đó mình muốn chia sẻ ở video này cho tất cả các bạn, khi mà nếu mà các bạn muốn dự phòng nó để nó không có cái tình trạng như mình đây, thì các bạn nên khi mà các bạn có thay cái lu lô sấy này ha, luôn xoáy hoặc lưu ép, khi các bạn mở ra thì các bạn nên thay cái khoe này luôn, thay cái khoe giữ này luôn thành cái khoe này. Các chị đặt cái khoe này về chúng ta mua ha, thì bỏ vào nó hơi cứng nhưng mà nó bỏ vào thì mình thấy nó khớp được, nó không cái, nhưng mà Bây giờ bỏ vào các chị sẽ thấy nè, nó khít nè, nó giữ được cái phíp bạc đạn sấy này rất là chắc. Cái tại cái bá nó bự nên là mình nghĩ nó sẽ giữ tốt hơn, tốt rất là nhiều cho thằng này. Do đó các anh chị cứ khi mà các anh chị gặp các anh chị có thay thì các anh chị mua về có thay luôn ha. Rồi video của mình chia sẻ một chút cái trường hợp gặp mình muốn các bạn có cái kinh nghiệm thay luôn cái bộ phận này, do đó mình làm video này ha. Hy vọng nó sẽ có ích cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các anh chị cảm thấy nó video nó có hữu ích thì các anh chị đừng quên like và share cho mọi người cùng theo dõi nha. Và nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh 3Đô Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn thành công trên công việc của mình ha. Bye bye các anh chị nha.